tất cả các bạn nha. Đây các bạn, thì cát hôm nay thấy bông ra gõ nha các bạn. Cái này thì mình nhận biết được là bông hay là đọt rồi nha. Đây, rất là đều luôn các bạn ơi. Hôm nay là sau phun kích cử 2 được 3 ngày hoặc 4 ngày gì đó các bạn ơi. Đây, thì chiến rồi mình cũng có cho các bạn xem cái giai đoạn sau kích 10 ngày thì có bạn nói là đi đọt, nhìn là biết đọt rồi chứ PC nhóm gì. Mình nghĩ mà buồn cười thì các bạn xem comment nè. Rất là đều luôn các bạn. Rất là đều luôn. Xe cát thì nó ra nhanh, ra mạnh hơn Đài Loan các bạn ơi. Tỷ lệ ra rất là đều luôn. Các bạn thấy nha, đầu hư mà nó cũng ra. Bạn thấy nha. Rất là đều luôn các bạn. Rất là đều luôn các bạn. Các bạn thấy cái dàn lá như thế này mà nghĩ làm sao mà nó ra đọt đúng không các bạn. Ngà ngà ngá màu vàng vàng rất là đẹp luôn. Nói chung là đối với sẻ cát với các hồ lọc với các châu thì tỷ lệ rất là im các bạn. Rất là ưng ý luôn nha. Có Đài Loan hơi chậm các bạn ơi. Để mình cho các bạn xem cái Đài Loan hôm nay nha các bạn, nó như thế nào nha. Đây là Đài Loan thôi các bạn ơi. Đây, một số thì cũng còn im ghe luôn, chưa thấy gì các bạn. Số thì hôm nay có ra đọt rồi các bạn ơi. Theo mình thấy mình đi thăm á, thấy tỷ lệ đọt tầm khoảng cỡ 20% các bạn. Đây, đây là cái cửa chiến rồi đây các bạn, mình có nói đây, hôm nay đi đọt rồi các bạn ơi. Mình thấy cái đầu đọt này có hiện tượng như là nữa là cái đầu nó kéo bông ra các bạn. Thì thấy cũng ra đọt lại gai thôi các bạn, tầm khoảng cỡ 10-20% đổ lại chứ không cao. Ở dưới Đài Loan thì nó ra bông rất là chậm các bạn ơi. Hôm nay cũng 13-14 ngày sau kích rồi mà thấy chưa có khả quan cho lắm. Có 1-2 đầu nó nhóm, hiện tại giờ đang nhóm nhóm thôi. Số thì bây giờ nó cũng bắt đầu đang ra, đang lú ra đây các bạn. Nhưng mà mình thấy thì nó tỷ lệ lú cũng chưa có cao lắm. Này các bạn thấy nó nứt nứt đầu xanh ra này.
có số hờ nhích nhích ra thôi các bạn, hờ sáng sáng đầu này. Chắc đợt này chắc tầm khoảng cự 3, cự 4 gì mới thấy rõ quá. Sao chậm quá chậm. Cái đầu già thì giờ thấy nó ra đọt rồi đây các bạn, mấy cái mấy mà cái nhánh mà hồi nó mang trái hồi chín rồi đó, giờ thì nó ra đọt. Còn những cái đầu mớ thì thấy chưa là gì hết, có cái hơ hơ nhóm chút đỉnh thôi, tầm khoảng cỡ 10%. Còn đa số là nín nhiều các bạn ơi, chưa thấy gì rõ rệt hết. Đây, như các bạn thấy những cái đầu già nó thì nó đi đọt rồi, những mà cái đầu đọt mớ thì chưa gì hết. Rồi các bạn ơi, thì mình cũng cho các bạn xem sơ sơ theo nó từng giai đoạn nha. Sau khi mình kích cử hai cho các bạn xem để các bạn dễ dàng theo dõi cái giai đoạn xử lý của mình nha. Rồi, chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.